Sau một thời gian lắp đặt và xây dựng, ngọn hải đăng đặt trên tầng 45 của khách sạn Havana nằm trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã bắt đầu được vận hành trong những ngày qua. Khán giả Vân Hằng trú tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, ngọn hải đăng này có chiều cao lên đến 150 mét nên việc đưa vào hoạt động của nó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều ngư dân và du khách. Ngọn hải đăng có chiều cao 150 mét, được thiết kế và điều hành bởi một tập đoàn của Mỹ. Đây là một phần kiến trúc trong câu lạc bộ biển cao nhất Nha Trang với tên gọi Skyline, có không gian mở rộng 360 độ ngoài trời. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố Nha Trang với mọi góc nhìn. Trục đèn quay của hải đăng khi phát sáng sẽ tạo nên một điểm chuẩn để cho các phương tiện hàng hải dễ dàng xác định vị trí của thành phố biển Nha Trang. Được biết, sắp tới ngọn hải đăng này sẽ mở cửa rộng rãi cho người dân và du khách lên tham quan tự do.